Kinh tế Việt Nam tăng trưởng lẽ ra phải 8%. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ tăng trưởng GDP lên tới 5,64% trong bối cảnh hàng loạt tỉnh lớn thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động và người dân đứt gãy sinh kế đang gây bối rối. Nhưng đó chỉ là một phần của các câu hỏi. Tăng trưởng lẽ ra phải 8%. Bắt đầu từ năm 2021, quy mô nền kinh tế GDP Việt Nam đã được điều chỉnh tăng 25% thành 9 triệu tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng 5,64% trong nửa đầu năm nay, nền kinh tế có thêm 507,6 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, GDP chưa được điều chỉnh năm 2020 là 6,3 triệu tỷ đồng, để có thêm 507,6 ngàn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng phải là 8%. Đây là tốc độ tăng cao kỷ lục, ít được ghi nhận trong các thời kỳ chiến lược đã qua. Nếu vấn đề trên để thấy, việc điều chỉnh GDP đùng một cái lên 25%, đã và đang kèm theo nhiều vấn đề băn khoăn không chỉ với các nhà kinh tế mà còn trong việc điều hành đất nước. Rất nhiều số liệu tài chính công như nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, nợ của chính quyền địa phương, nợ của doanh nghiệp nhà nước, nợ của doanh nghiệp tư nhân, bộ chi đều gắn bó hữu cơ với GDP. Phải thừa nhận rằng, tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm nay là đáng ghi nhận. Nhưng ở góc độ khác, tăng trưởng cao như vậy đã phản ánh hết khó khăn của người dân và doanh nghiệp đang chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Ví dụ, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước tính đạt 775.000 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán năm. Tăng trưởng cao, thu ngân sách tốt có lẽ sẽ tạo tiền đề để những tỉnh như Thanh Hóa bắt đầu ý tưởng xây dựng tượng đài 255 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê, về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm nay khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,15%, công nghiệp và xây dựng chiếm 37,61%, dịch vụ chiếm 41,13%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,11%, cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là 14,16%, 33,51%, 41,99% và 10,34%. Điểm kỳ lạ theo ông Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, là ngành nông nghiệp tăng cao hơn các năm, công nghiệp và xây dựng tăng thấp hơn các năm. Tuy nhiên, tỷ trọng nông nghiệp lại giảm. Ông đặt câu hỏi, vì sao điều chỉnh GDP lên 25% không làm thay đổi cơ cấu GDP, không lẽ chia đều số điều chỉnh đó cho các khu vực? Nếu vậy thì số liệu điều chỉnh là không thật. Còn những câu hỏi. Theo Tổng cục thống kê, về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm nay, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,56% so với cùng kỳ năm 2020, tích lũy tài sản tăng 5,67%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,05%, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 22,76%. Ông cung nhận xét, căn cứ số GDP theo tiêu dùng thì thậm chí sẽ không có tăng trưởng 5,64% vì so với cùng kỳ năm trước, tiêu dùng thấp hơn, tích lũy tương đồng và lại nhập siêu. Ngành vận tải kho bãi giảm 0,39%, làm giảm 0,02 điểm phần trăm. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 5,02%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm. Những ngành này giảm liên tục, có lẽ vì đã kiệt quệ, khó khăn, tổn thất đối với họ là rất lớn. Một trong những điểm rất đáng quan tâm là lạm phát. Ấy vậy mà tổng cục thống kê cho rằng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng theo giá thế giới, giá điện nước sinh hoạt tăng theo nhu cầu tiêu dùng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 tăng 0,19% so với tháng trước, tăng 1,62% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,41% so với tháng 6 năm 2020. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 6 tháng tăng 0,87%. Thực sự không hiểu vì sao, lạm phát 6 tháng này tăng thấp nhất từ năm 2016 mà Tổng cục Thống kê lại bình luận gắn với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng một cách thiếu cơ sở, phi logic như vậy. Tăng trưởng cao là điều đáng mừng, nhưng vẫn còn hàng loạt các câu hỏi chính đáng khác để công tác điều hành nền kinh tế thực tiễn hơn. Xuất nhập khẩu nửa đầu năm tăng trưởng khá bất chấp dịch bệnh. Sau tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 316 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu tăng hơn 28%, nhập khẩu tăng hơn 36%. Mức tăng trưởng hai con số này được đánh giá là rất tích cực trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Hai nhóm hàng xuất khẩu chính là công nghiệp và nông sản đều tăng trưởng cao, đặc biệt xuất khẩu hàng dệt may và giày dép đã phục hồi rõ rệt. Tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty May 10 trong nửa đầu năm nay đã thay đổi hoàn toàn theo hướng ngược lại so với dự tính trước đó số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu tăng tới 40% so với năng lực sản xuất của đơn vị. Năm ngoái doanh nghiệp lo không có đơn hàng, còn bây giờ lại lo sản xuất không kịp đơn hàng. Hiện nay, phí đầu vào của doanh nghiệp đang tăng lên. Thứ nhất là do nguyên phụ liệu đầu vào. Thứ hai là chi phí mà chúng tôi phải bỏ ra để phòng chống dịch cho người lao động. Và thứ ba là chi phí về tiền lương để chúng tôi có thể tăng lương hỗ trợ, khuyến khích người lao động hoàn thành các đơn hàng tăng thêm. Tổng Giám đốc Công ty May 10, Thân Đức Việt cho biết ngành da dày cũng gặp những bài toán tương tự sau tháng đầu năm nay ngành này tăng trưởng tương đương với thời kỳ chưa có dịch bệnh thế nhưng kết quả này có duy trì được đến cuối năm hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng chống dịch của mỗi doanh nghiệp nếu chúng ta không ổn định được lực lượng lao động để triển khai đơn hàng thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nếu không đáp ứng được tiến độ giao hàng thì các doanh nghiệp sẽ tổn thất cực kỳ to lớn phó chủ tịch hiệp hội da dày túi sách việt nam phan thị thanh xuân nhận định Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng khá là vậy, thế nhưng nửa đầu năm nay, cả nước lại nhập siêu 1,47 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên sau thời gian dài luôn duy trì xuất siêu. Nguyên nhân được ngành công thương xác định là do ảnh hưởng của dịch bệnh và đặc biệt là do các doanh nghiệp đang tích cực nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ sản xuất từ nay đến cuối năm. Bản chất của vấn đề vẫn không thay đổi vì chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất và xuất khẩu rất tốt. Những yếu tố như giá hay việc tăng nhập khẩu nguyên liệu có tính chất là tạm thời trong một giai đoạn nhất định qua giai đoạn này chúng ta có thể duy trì được cán cân thương mại và có thể trở lại xuất siêu phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương trần thanh hải cho biết cũng theo bộ công thương đề xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng từ nay tới cuối năm việc đảm bảo an toàn phòng dịch cho lực lượng sản xuất là tối quan trọng nhất là tốc độ triển khai tiêm vaccine đây cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp